Đồng Nai Đỗ Đăng Quang, 19 tuổi và Nguyễn Thanh Bình, 24 tuổi, dân quân xã ở huyện Xuân Lộc, bị bắt dùng ná bắn vỡ kính nhiều xe khách trên quốc lộ 1A. Ngày 29 tháng 2, Quang, Bình và Trần Thái Dương, 17 tuổi bị công an huyện Xuân Lộc, Đồng Nai tạm giữ để điều tra hành vi hủy hoại tài sản. Cảnh sát cũng thu giữ 2 xe máy, 2 ná thun và 29 viên bi xe đạp loại 9 ly. Theo điều tra, tối 22 tháng 2 và rạng sáng 23 tháng 2, hơn 10 ô tô khách chạy trên quốc lộ 1 đi qua xã Xuân Hòa, bị nhóm người ném đá và bắn bi sắt khiến kính xe bị vỡ. Nhiều hành khách hoảng loạn, một số người bị thương do kính bắn trúng. Các xe phải dừng lại tại các trạm dừng chân để sửa chữa. Qua trích xuất camera tại địa phương, cảnh sát xác định Bình và Quang đang là dân quân xã Xuân Hòa, cùng với Dương liên quan đến sự việc. Theo lời khai của ba nghi can, nguyên nhân việc ném đá, dùng ná bắn là do một trong những xe khách trên lấn làn ép xe máy của hai người trong nhóm bị ngã. Phước Tuấn Les Block X, Oi.